Mọi người, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý một số lỗi cơ bản trên MetaMask. Đầu tiên là lệnh bị pending. Khi mà các bạn gửi giao dịch đi nhưng mà lệnh nó không đi, nó cứ bị pending như thế này nè, thì lý do mà lệnh pending có thể là do số dư Ethereum để làm phí của các bạn không đủ, do trượt giá hoặc là do mạng lưới quá tải. Thì khi mà lệnh bị pending như vậy mà các bạn không giải quyết á, thì sẽ dẫn đến thời gian chờ rất là lâu, rồi mình mất một phần phí Ethereum, và những giao dịch sau đó mình làm á, cái tỷ lệ thất bại nó cũng khá là cao nữa. Bây giờ các bạn vào ví MetaMask và bấm vào cái lệnh bị pending, sau đó các bạn bấm vào cái mũi tên nhỏ trên cùng View Transaction on Etherscan, các bạn kéo xuống dưới bấm chữ Click to see more, rồi các bạn tìm cho mình số nonce của cái giao dịch này. Ở đây ví dụ số nonce của mình là 10, tức là nó biểu thị là cái số lần mình giao dịch trên ví MetaMask này là lần thứ 10. Các bạn quay trở lại ví MetaMask và bấm vào hình tròn bên phải, các bạn bấm vào phần Settings, sau đó các bạn bấm Advanced cài đặt nâng cao, các bạn kéo xuống dưới và tìm Customize Transaction Nonce, các bạn chỉnh từ Off lên on giúp mình. Sau đó các bạn copy địa chỉ ví của các bạn giúp mình, bấm chữ send và gửi cho chính địa chỉ ví của các bạn. Số dư ở đây thì các bạn để là 0 ETH ha. Cái chỗ custom nonce này thì lúc nãy giao dịch bị pending có nonce là 10 thì các bạn gõ số 10 vào đây. Lại bấm confirm, như vậy là xong rồi. Sau khi mà các bạn thấy cái giao dịch mà gửi 0 ETH cho địa chỉ ví của mình nó được receive, tức là nó đã hoàn thành rồi, thì bạn đợi một vài phút sau cái giao dịch bị pending lúc nãy các bạn nó sẽ chuyển từ trạng thái pending sang success, tức là các bạn đã xử lý giao dịch thành công. Qua lỗi số 2 thì mình thấy nhiều bạn mới hay mắc phải lỗi này hơn. Ví dụ mình swap một đồng bất kỳ là cake ở trên PancakeSwap ha. Mình lên BSC scan mình check thì mình thấy giao dịch này nó đã hoàn thành rồi. Nhưng mà khi mình check ở trong phần access trong ví MetaMask á, mình lại không thấy cái đồng cake nào ở đây cả. Ok, cái này thì rất là đơn giản ha. Các bạn lên CoinGecko hoặc là CoinMarketCap, các bạn search cái đồng token của bạn là ví dụ cake đi. Sau đó các bạn bấm copy contract, rồi các bạn vào lại ví MetaMask và bấm phần access, kéo xuống dưới các bạn thấy chữ import tokens, các bạn bấm vào. Sau đó bạn dán contract của đồng token nó vào, bấm chữ import tokens, vậy là xong. Khi mà chúng ta quay trở lại check phần access thì đã có đồng token đó rồi nè. Các bạn hãy làm tương tự như vậy đối với những đồng token khác ha.